Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shopacrẻ24giờ.com. Tôi Hữu Bộ xin chào tất cả anh em. Tôi. Cả hai, từ hai thằng xếp hàng rồi mà cũng tranh nhau con ạ. Lão đôn chào trước đi. Tôi đôn chào tất cả anh em. Tôi và Tiến chào tất cả anh em. Tranh nhau thì cũng phải từ từ, chỉ có ba anh em mình thôi, nên là chào các bạn, muốn gặp mặt các bạn thì chào cứ bình tĩnh thôi. Ok, lần sau thì ai chào trước phải ở đấy, phải xếp hàng không, hoặc là báo phím cho nhau trước đi. Ok, sẽ không nói nhiều nữa. Hôm nay thì sẽ vào chủ đề chính của clip ngày hôm nay, đó chính là hôm nay thì mình sẽ làm món cá dọn bể nướng siêu cay các bạn ạ. Mình sẽ không làm những món khác bởi vì đặc sắc kênh của mình đó chính là nướng siêu cay rồi. Các bạn bảo là sao anh không làm món khác? Thực sự là nếu mà mình mà muốn làm món khác ấy thì mình chỉ cần lên Google hoặc là trên YouTube mình tìm hiểu qua một vài món là mình có thể làm được món khác, nhưng mà mình không làm, nên là các bạn mong các bạn hiểu cho cái kênh của mình. Thì cá dọn bé này thì mình tìm mua cũng không ai bán các bạn ạ, nên là anh em mình phải đi câu chúng, nên là buổi sáng anh em mình đã bỏ công sức lắng nuôi, anh em mình xuống sông anh em mình câu. Thì anh em mình đã quay được lại một số cái cảnh đó, một lát thì mình sẽ cho các bạn xem, và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem số cá dọn bể đó. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha. Đố em đố mạnh vào. Đây các bạn ạ. Mắc nhiều cá dọn bé luôn. Thì đây mình sẽ cầm thử con, gọi là cái con khá là to. Đây coi như là cái con to nhất luôn các bạn ạ. Đây cái miệng này của nó thì chuyên kiểu đi vét các cái rêu bèo, rồi vét những cái cống rãnh máng các thứ các bạn ạ. Gọi đơn giản sơ sơ là vét máng đi. Đây các bạn ạ. Đây thì có những con nó rất là to luôn, nhưng mà anh mình không may mắn nên chưa thể câu được những cái con to, nên ở đây rất là nhiều đây. Và bây giờ anh em mình sẽ chọn những cái con to và anh em mình lọc ra, bỏ đầu, tức là bỏ hết đi, chỉ lấy phần thịt người của nó thôi các bạn ạ. Còn những con nhỏ thì anh em mình chắc là sẽ phóng sinh xuống hồ nhà Tiến. Khi nào mà nó lớn thì, hoặc là nhà Tiến tát ao thì anh em mình sẽ bắt lại và anh em mình làm thịt. Nếu mà ở clip này hôm nay anh em mình nướng ăn ngon các bạn ạ. Và bây giờ thì Tiến sẽ chuẩn bị nhặt những cái con nhỏ nhỏ ra để anh em mình đi phóng sinh thôi. Còn những con to thì anh em mình sẽ làm thịt. Đây các bạn ạ, nhìn người nó toàn gai góc luôn. Không cái loại cá nào có thể ăn được nó, bởi vì nó rất là gai, người sờ vào người nó rất là rát luôn các bạn ạ. Ồ, cứng nhỉ. Đó, mình ở chỗ mình thì người ta không ăn cái loại cá này nên là mình không thể mua được. Và cái loại cá này như là chắc là bán cũng không ai mua. Đấy. Món này coi như là thuộc dạng đặc sản, nếu mà ăn thử một lần mà thấy ngon thì lần sau thì mình sẽ làm món khác các bạn nhá. Đó, bây giờ Tiến sẽ nhặt những cái con nhỏ nhỏ anh em mình sẽ đi phóng sinh. Đấy, nhặt vào để mang ra ao nhà em để phóng sinh đi. Đấy, nhặt hết mấy con nhỏ nhỏ đi. Dù sự cá này sống dai lắm các bạn ạ. Nó kiểu như nó chì, nó chảy cối mà nó ăn bẩn, mình có thể vứt ở đâu nó cũng có thể sống luôn đấy. Con này cá lạc. Nhặt mấy con nhỏ nhỏ ấy, cho hết vào. Cẩn thận đứt tay đấy, nó cái gai kia của nó rất là sắc đấy. Cái này bộ da nó cứng lắm. Ừ, cứng thì tí mình một lát nữa mình lọc hết da đi. Bởi vì mấy thằng này nó vẫn đang sợ các bạn ạ, sợ bị rách tay ấy. Nhặt hết những cái con của anh em mình đi phóng sinh tạm thời. Khi họ lớn thì anh em mình sẽ bắt thịt sau các bạn ạ. Chỗ này anh em mình sẽ để làm thịt, anh em mình chỉ nhặt lại những con to để làm thịt thôi các bạn ạ. Còn ở trong xô này anh em mình sẽ phóng sinh tạm xuống cái ao nhà Tiến, khi nào nhà Tiến tát thì anh em mình sẽ bắt lại các bạn nhá. Nào đi, em bê ra để anh em mình phóng sinh thôi. Bạn Lâm đang ngồi câu cá các bạn ạ, xem tí có được thêm món cá nào để anh em mình nướng không. Đấy, em phóng sinh nó xuống hồ luôn, à xuống ao này luôn. Đố đố con dê này, cá này thì em vừa vứt nuôi sống thoải mái.
cá này gọi là nó dọn giúp ao nhà Tiến. Đó, anh nhìn mình đã phóng sinh rất nhiều cá dọn bè xuống ao nhà Tiến rồi các bạn ạ. Nhờ nhà Tiến gọi là nuôi hộ mấy em dọn bè này. Đây là số cá dọn bè mà anh em mình đã lọc da của nó các bạn ạ. Thực sự anh em mình lọc da xong tay anh em mình nó bị kiểu như lát bét tay luôn các bạn ạ. Nói khuyên anh em là không nên đi bắt cá dọn bè và tự lọc các bạn ạ. Bởi vì không có kỹ thuật lọc như anh em mình nó có thể bị lát hết tay luôn. Đây thì anh em mình đã bỏ đầu để bỏ đuôi để lọc hết sạch da luôn. Bây giờ anh em mình sẽ cho vào để ướp siêu cay thôi. Nhìn nó kiểu như thịt bò luôn các bạn ạ. Nhìn thịt rất là ngon luôn các bạn này. Đây các bạn này. Nhìn thịt rất là ngon luôn. Đấy. Bây giờ anh em mình sẽ cho vào đây để anh em mình ướp siêu cay thôi. Đó vào. Đấy, tiến đổ nước ướp vào. Nhào trộn lên em. Đều đều vào để bây giờ Cường và Đôn Chè sẽ đi nhóm than để anh em mình chuẩn bị kẹp vào đấy nướng thôi. Cái này ướp húng nướng lên là ăn ngon không? Thực sự mình chưa ăn bao giờ các bạn ạ. Chỉ nghe thiên hạ đồn là ăn thịt con này nó thơm lắm. Rồi em ơi, ngâm ở đấy một lát đi. Quay thử màu em. Thì mới cho vào cái đang có mùi thơm rồi các bạn ạ. Mời bạn ạ. Các bạn quýt nhá, quýt cao các bạn. Ăn quýt vào cho nó nước tăng được để quay chỗ cá này đi nhá. Ừ, ngọt quá. Đúng rồi, nhưng mình làm bây giờ đến 3 rưỡi chiều rồi. Không biết tầm 4 rưỡi hoặc 5 giờ có chín nổi không nữa. Làm cái này quá là mất thời gian. Hả? Mọi người cứ ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Là chín rồi các bạn ạ. Nhìn mắc ngon luôn, nhìn mắc phê. Bạn quay một lượt nữa cho các bạn xem ngay. Uầy các bạn ạ, đây. Bây giờ không nhận ra đây là cái món gì nữa. Bây giờ chỉ thưởng thức mới biết đây là món gì thôi. Hoặc là có bạn nào mà theo dõi từ đầu video mới có thể biết đây là món gì các bạn ạ. Nắm bê bê ra đấy, mình tháo ra để thưởng thức thôi. Đây đây, tháo ra luôn cái này luôn. Nóng không? Anh em mình sẽ để nguyên cả con này để anh em mình thưởng thức các bạn ạ. Nhìn các bạn đây. Nhìn ngon nha. Nhìn mắc ngon luôn đấy các bạn ạ. Nóng. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu thưởng thức cái món cá dọn bè các bạn ạ. Nhìn mắc là ngon luôn. À. Anh em nào thử đi à. Đây từ từ, hôm nay sẽ ưu tiên anh em nào chưa được ăn trước. Ai chưa được ăn thì giơ tay đi. Úi dồi, vậy là có mỗi Lâm được ăn rồi các bạn ạ. Mình thì cũng chưa được ăn đấy. Rồi thì từ Cường trước thì Cường, cho Cường thử trước. Giờ món này thì mình cũng chưa được ăn luôn các bạn ạ. Có chắc là bạn Lâm được ăn ở đâu đó rồi. Thực sự là cái món này thì từ trước đến giờ thì mình nghĩ là mình chưa bao giờ ai chế trâu cái bình nước ngọt dần đi. Chưa bao giờ thấy ăn cá dọn bể luôn. Và mình cũng không ngờ là cá dọn bể lại ăn được. Thử đi. Mời các bạn nhỉ. Ui, thịt nạc lắm. Ngon nhỉ. Ui, ăn ngon thật, chắc nữa. Rắn lắm. Hay ăn kia thử đi. Ôi, nói không mà nước miếng mình tuôn rồi các bạn ạ. Ăn ngon lắm. Mời tất cả các bạn nha. Mời tất cả các bạn nha. Ngon quá. Ngon rồi.
Không ngờ cái con cá dọn bể không ai ăn đến thì lại ngon như này. Đấy bạn nhá. Mỗi anh em cầm một con mà xé, bạn Lâm thưởng thức thử đi. Trước bạn ăn kiểu gì đấy? Tôi nướng nhưng mà không nướng siêu cay. Hôm nay thử cái món này xem nào. Bạn qua thế nào? Lần đầu ăn ngon mà. Cậy quá. Cá này là cá này thuộc dạng cá ăn tạp, ăn tất cả mọi thứ đấy. Đúng rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mình ăn lại họ ăn lại cá. Ăn tạp đúng không? Ừ, mình thuộc dạng mình siêu ăn tạp. Cá nó đã ăn tạp rồi, bây giờ mình ăn lại con cá này. Thực sự là nhìn với các bạn là nhìn rất là ngon luôn đấy. Nhìn mắc ngon luôn. Đây mà anh em mình thưởng thức bia, còn hai thằng kia thì vẫn cứ dùng nước ngọt thôi. Thịt rất là ngon. Các loại cá khác thì thịt nó rất là bở, nhưng cá này thì dai chắc như thịt trong thịt bò, ngon. Lúc mà khi mà lọc ra xong nhìn nó đã kiểu cảm giác giống thịt bò rồi. Anh mình rửa qua nước nên nó bị màu trắng đấy. Không, nếu mà bắt đầu lọc xong phát nhìn y xì thịt bò luôn các bạn ạ. Nếu bạn nào đã từng mà lọc con cá dọn bể này sống thì các bạn sẽ biết được cái thịt của nó không khác gì thịt bò luôn. Hôm nay anh mình tính là cũng lại ra lại cái chỗ quen thuộc của anh em mình là ra bờ biển Ngà để ngồi. Nhưng mà hiện tại bờ biển Ngà đang nắng quá nên là anh em mình lại phải ngồi chỗ này thôi. Bờ biển Ngà hôm nay để dành cho vịt nó chơi cho nó mát anh ạ. Mình ngồi tạm đây vậy. Đứa trẻ ăn con đầu tiên thấy thế nào rồi? Ăn rất là ngon, phải cay nữa. Hôm nay quá cay luôn. Ngon kiểu gì? Ăn thịt nó chắc, hơi dai dai, thơm thơm. Hôm nay ăn được con cá ngon này là như đến bán tay quý bộ, chóc lát hết tay rồi. Đây. Đúng rồi các bạn ạ. Lấy cho mình cho các bạn xem là thực sự là bóc con ý. Mấy con đầu bóc rất là khó, nhưng sau bóc thành thạo rồi thì lại bóc thành bóc quen đấy. Nếu mà anh em nào không biết bóc, nếu mà đã từng bóc con này sẽ biết bóc con này đến nỗi mà da nó nát bét luôn đấy. Cái da nó sần sùi, nó đâm vào tay, nó bị cày vào các cái đầu ngón tay của mình ấy. Ngủ quá. Cày. Cày quá. Cày không thốt lên lời. Ngủ ngon. Tại sao mà đến tận bây giờ mà có cái món cá dọn bể ngon như này mà lại không được thịnh hành ở bên ngoài, nhưng mà bên chả thấy ai bỏ món này ra để ăn cả. Thực sự rất nhiều người ta biết ăn cái món này mà, nhưng mà nhiều người lại kiểu không biết chế biến hay là sợ bị ngộ độc hay là chê con cá này ăn bẩn nữa. Thực sự khi mình lúc mới đầu không nghĩ ăn ngon mà không ngờ bây giờ ăn ngon như thế mà lại không ai làm. Cá này bị thất truyền lâu rồi, anh em mình phải ra sông mấy vật được. Mình hôm nay quên không quay cái đoạn mà anh em mình đứng ở bên trên bờ sông ấy, cá ở dưới sông rất là nhiều các bạn ạ. Bởi vì sao anh em mình không bắt cá ở ao mà anh em bắt cá ở sông? Bởi vì cá ở sông sẽ ăn sạch hơn và ăn thịt cảm giác nó dai hơn, nó ngon hơn các bạn ạ. Còn cá dọn bể này bình thường ở các cống mương máng thứ là cũng có rất là nhiều nhưng mà nó ăn rất là bẩn. Thịt nó chắc ngon lắm ạ. Từ đây giờ anh quay anh rớt mấy lít nước miếng rồi. Đây đây, anh vào thưởng thức luôn đây. mình hôm nay là gọi là nhập tâm quá các bạn ạ. Thực sự là nước miếng cũng đang chảy rồi, nhưng mà quyết định đang nói chuyện tâm sự với các bạn, kể về lúc sáng đi câu mấy con cá dọn bé này một chút, gọi là kể về con cá dọn bé này sống ở đâu, nên là quên mất là phải vào thưởng thức. Chứ nước miếng mình hiện tại vẫn đang tuôn các bạn ạ. Thôi cứ từ mai đây dưới chân nhỉ. Từ mai trở đi anh em mình cứ hết tiền đi câu cá dọn bể. Cá dọn bể này nhiều lắm, chỗ mình câu nhiều lắm. Chắc là ăn cả tuần luôn. Sau một hồi mình tâm sự với các bạn về cái cuộc sống của con cá dọn bể hay là con cá lau kính này, thì bây giờ đã đến lúc mình phải vào để thưởng thức rồi các bạn ạ. Bạn từ đang tâm sự tiếp đi. Bạn đừng ăn vội. anh ăn cả miếng này đây. Anh nhai thử cả miếng này đi. Thôi thôi đây 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 quả nha. Đây anh muốn cho các bạn xem một chút. Đây các bạn, như các bạn đã thấy vừa nãy rồi ấy thì mình đã cho các bạn xem cực kỳ rõ rồi. Đây bây giờ mình sẽ cho các bạn xem rõ hơn là khi mà con cá dọn bể này nhìn khi mà nướng lên ướp với nước ướp siêu cay của anh mình nhìn cực kỳ ngon luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Cực kỳ ngon luôn. Đây các bạn này. Bây giờ mình sẽ thử thưởng thức cái món cá dọn bể này. Đây là lần đầu tiên của mình. Mình mời tất cả các bạn nhá. Chưa ăn bao giờ lên. Ui, thấy nó khô khô. Hôm nay có vẻ nước ướp cay hơn mọi ngày hay sao? Con cá này ngấm. Thịt rắn nhở? Hay là mình nướng khô đấy? Quầy các bạn ạ. Chắc là cá này như thế. Thịt rắn vãi. Đây mình sẽ một bên người con cá ra này.
không có xương luôn. Ngon thật. Ngon vãi trưởng các bạn ạ. Không biết cái cá này mà cái bụng nó nhảy nhảy sông nó tự tử thế, nó không biết nó ăn xác được không nhỉ? Không được. Ở này thì rắn đấy. Không, bạn đừng nói đi thế. Anh em đang ăn nên tưởng tới thì lại khó nuốt. Tức là nếu mà có những con mà động vật mà nó chẳng may nó rơi xuống sông hoặc xuống hồ mà để khi mà bị phân giữa ra thì những cái xương nó chìm xuống ấy thì cá dọn bé chắc là sẽ đến để bám vào để nó mút nó liếm các bạn ạ, để có là để nó ăn thịt đấy. Thì quá bạn. Tôi tưởng tượng không, cá dọn bé, bởi vì các bạn tưởng tượng cái mồm con cá bên dưới ấy, nó chỉ có thể hút được rồi đấy. Nó không như kiểu như con cá khác. Bạn hiểu không? Đấy, mình tâm sự thật là như vậy. Con cá dọn bè cái mồm nó bên dưới ấy, mình trước mình có nuôi để dọn những cái bẩn của những bè cá cảnh của mình ấy. Thì những con cá đó, cái mồm nó, cấu tạo của nó chắc là để nó bám vào, để nó hít hết những cái bụi bẩn đi các bạn ạ. Nên là như vừa nãy mình tả thì chắc là không sai đâu. Bạn thấy cái xác người bị phân hủy nó chìm dưới cá nó ăn được không? Không, bạn cứ cũng như vừa nãy mình nói thôi. Đúng không? Ừ, khuôn mắt chầm rồi bạn. Ok con ạ. Thực sự là cho dù bạn Khoa có nói thế nào đi chăng nữa thì mình gọi là cái tâm lý của mình vẫn vững, mình vẫn đang ăn và vẫn thưởng thức. Thực sự với các bạn là cực kỳ ngon luôn. Ăn cá dai tuyệt vời. Dai dai thơm thơm. Đó là cực kỳ ngon các bạn ạ. Sắp phỏng hết lưỡi mất rồi, cay quá. Thực sự là đây là con đầu tiên của mình. Thì như hiện tại là chắc là đâu lúc đầu tính đâu được mười mấy con đúng không? Đấy. Bây giờ còn 2, 4, 5 con, chứng tỏ là anh mình đánh chén khá tốt bởi vì nó ngon các bạn ạ. Cay quá. Bạn Khoa nào, hãy cho các bạn biết cái cảm giác khi mà ăn cái món cá dọn bẻ mà ăn thịt động vật đã phân hủy rồi. Tôi lần đầu tiên quên phải gọi là mút thịt mút xương động vật đã phân hủy. Tôi thì lần đầu tiên được ăn cá dọn bé nướng siêu cay này, nhưng mà thực ra lúc mà bóc cái lớp da cứng ở ngoài nhìn thì nó rất là kích thích mắt, nó hồng hồng, nó trứng chạc ngon lắm, nhưng mà mình cũng không nghĩ được là nó ăn cái gì nữa, mà cái thịt nó ngon là mình ăn thôi. Okay. Bạn Lâm, tôi ăn được một con, thấy bạn Khoa bảo sợ ông người nhảy sông nó ăn nên tôi không dám ăn nữa. Làm gì có bạn, chỉ là đấy là trong đang trong tưởng tượng của bạn Khoa thôi. Thế là bây giờ bạn không dám ăn nữa à? Vậy là bạn là Lâm sợ các bạn ạ. Bạn Khoa chỉ dọa thế thôi, gọi là bạn Lâm đã sợ rồi. Tôi chè là mình nhìn lần đầu tiên được ăn luôn cá dọn cá lương siêu cay, ăn thịt nó dai dai thơm thơm, mới cả vị cay có lưỡi ướp nữa, cái hết người rồi. Tiến như nào? Đây cũng là lần đầu tiên nuôi đồ ăn cá dọn bể và làm cá dọn bể. Lúc làm ấy, những cái kia xóc vào chốc cái da tay. Lát thế da tay luôn. Ăn thịt cá thì thịt cá rất là chắc thơm. Hôm nay nước siêu cay thì không hiểu tại sao cay thì nói lõi không lõi lõi rất khó luôn. Cái nước mũi rồi. Chắc là cái này nó mỏng nên chắc là nó ngấm nhiều. Con nào? Thực sự là ngay từ ban đầu thì chắc là mình cũng như các bạn ơi, cũng không ai nghĩ là con cá dọn bể có thể ăn được. Tại vì cái lớp da của nó rất cứng và nhìn nó rất là nạ các bạn. Nhưng mà sau khi chế biến này thì thực sự và cái lúc thưởng thức thì nhìn nó quá là bắt mắt và rất là ngon luôn. Không thể nghĩ, không thể tưởng tượng là tại sao mà thịt một con cá dọn bể đi ăn tạp mà thịt nó lại ngon mức độ như thế. Ok con ạ. Vậy là anh em sau khi mà thưởng thức cái món cá dọn bé làm cá hay còn gọi là cá lau kính ấy thì đã cho các bạn biết cảm giác rồi. Thực sự là bây giờ cảm giác cay, thực sự là cực kỳ cay luôn các bạn ạ. Các bạn chắc là cũng nên một lần chế biến thử món này. Cay nhưng mà đối với anh mình thích ăn như vậy và anh mình chế biến như vậy, cũng như ở đầu clip anh mình nói ấy, bất kỳ món gì anh mình chỉ làm siêu cay, có đặc trưng riêng của kênh anh mình rồi, nhưng mà anh mình sẽ làm thế nào để mỗi một món siêu cay đó nó lại là một món khác nhau, nó có một đa dạng khác nhau các bạn ạ. Ok, nếu mà các bạn nào mà còn thấy quý anh em mình và ủng hộ anh em mình thì các bạn đừng tiếc một lượt like, chia sẻ video để ủng hộ anh em mình nha.
Bây giờ thì mình sẽ dừng clip này ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.